Vai tentar. Phải rưới cho tụi nếm mới tỉnh là được. À, mày không kêu ta đồng đâu biết. Được cái mực nén không bị chảy thì nén to nhưng mà sợ chảy. Thoải mái rồi. Có những cái mà chị nhìn vô mà chị suy nghĩ ha, mà cái nó hơi chua mà chị nhìn vô chị phá liền là được rồi. Mẹ ơi cháy da rồi. Lúc nhỏ mình nhỏ trúng cái quần chỗ rách nữa. Chắc phỏng rồi, da gì mỏng á. Để đây thôi. Chừng rác nè, biết phỏng rồi đó. Da gì mỏng. Mấy hậu nhỏ chị là ướt quần luôn cũng chì luôn á, mà răng nó đi nhỏ ghê thôi là nóng kinh lắm.
thêm một ngồi lên giật điện mới đánh mất mạng. Cái bình thường dễ gì vậy? Rồi phải mụn bắn mới giật nữa không? Qua em ngủ em không sao. Thì bởi mặt lên ô vần à, ngủ mà không muốn dậy thì sáng mai mới gọi điện lấy hàng cho anh em cho mình dậy, kêu mọi người ngồi đấy. Video gì một cái thôi nhưng mà mười mấy phút cũng bằng hai cái mà họ coi hết, thường đã là coi và coi hết. Mình đang tắt nửa chừng họ bật coi này là mi hát khôi không được.
Sắp tới này là mấy đứa không bao giờ được nặng mụn đã luôn. Từ khi quá đông rồi. Đông mà cũng lấy lượt. Tôi hát là Hà. Bà hề mà, cái nó là bẩm sinh rồi mà, bà nói rồi mình cũng cười nữa. tánh nó dễ thương. Là những gì nhìn mặt bà đã mắc cười gì vậy? Bà duyên chứ, bà không đẹp nhưng mà bà là để nói vui này đâu liền mà vì tiền mà. Giỏi vậy. Ghê ra. Vui. Có tiền. Đừng có làm việc xấu là được.